Mẹ, rút kinh nghiệm ở lần trước, bây giờ những món ăn của mình sẽ trộn lẫn vào nhau. Để coi một chút nữa, món của ai được ăn nhiều nhất thì người đó sẽ đúng. Được rồi, để coi ai đúng, ai sai. Dạ. Ăn cơm. Hôm qua anh ôm toilet nguyên đêm. Hôm nay không thể nào ăn cái bữa thiết yến này được. Anh đi đâu đó? Anh chợt nhớ mình có hẹn với một người bạn rất thân. Nghe tôi nói, thông báo cho mọi người được biết, bữa cơm hôm nay phải được mọi người ăn sạch sẽ, không ai được đeo hết. Khiên vô đây đi. Ê, khiên vô. Bình thường đánh lộn dữ lắm mà sao hôm nay yếu vậy? Ê, coi chừng rớt, coi chừng rớt. Ê, coi chừng rớt. Để nội coi có chỗ nào đẹp nữa để ha. Coi chỗ nào ta để chỗ nào coi được đây. Ủa, cái gì vậy? Mẹ. Hả? Mẹ đi tha mấy đồ dây chai về nữa hả? Trời ơi, con dòm coi nó mới tin mà tao bỏ ổn quá. Mình đem về con, mình có nhiều mình xài được mình xài. Trời ơi, nhà mình đâu có xài mấy cái này đâu, chật chội lắm mẹ ơi. Trời ơi, không có chỗ xài thì đem bên kho, khi nào cần xài thì đem xuống. Cái kho của mình cũng đã chật lắm rồi, không còn chỗ để nữa. Hai đứa đem trả cho người ta, nhanh lên. Dạ. Cái gì vậy? Ê, em vô cho tôi. Em vô. Đem vô, mình đâu có làm gì đâu, đem ra con, đem ra. Đem vô cho nội. Mẹ kêu là đem đi ra ngoài cho mẹ, không có đem vô đây. Bà nội biểu đem vô đây cho nội nghe không? Mẹ đừng có vậy mà, đem ra. Đem vô đây. Dạ hai người ơi, bây giờ mẹ với bà nội hả, thống nhất câu trả lời cuối cùng đi rồi. Chứ tụi con thuê ra thuê vô hoài á. Bây giờ tụi con để xuống đây nè. Rồi nè, hai người thống nhất đi, suy nghĩ đi rồi chưa con nha. Nè, trời ơi đâu vậy? Phúc, Phúc, lại đây. Dạ. Mẹ mới nấu chè sữa nước, ăn nóng cho ngon coi. Chè sữa nước hả mẹ? Ừ, ngon lắm. Mẹ nấu mà. Ăn nước cốt dừa không? Dạ. Mẹ nghe. Còn anh? Ủa mẹ? Ăn chè coi. Nay mẹ nấu chè nữa hả? Ừ. Nhìn ngon mẹ hả? Ừ. Mẹ ơi. Sao? Ăn ngọt nhiều không có tốt cho sức khỏe đâu mẹ. Ngày hôm qua mẹ mới làm bánh ngọt rồi đó. Trời đất ơi, lâu lâu ăn có sao. Hôm qua làm bánh này ăn chè đâu có nhầm nhò gì. Con ngon. Ăn thì có người khác ăn, ngon phải không? Đó. Chứ con là con thấy không có được đâu nha mẹ. Mình phải giữ sức khỏe nha, lớn tuổi rồi. Mình... Trời ơi. Sao vậy con? Sao vậy? Đây, mẹ làm cho nè. Vỗ ra mẹ, để con cho mẹ đừng có làm như vậy. Con có học lắm để... Ê, cái gì làm nó bị hồi chuyện là phải vỗ như nè. Vỗ ra mẹ. Cái gì? Làm như vậy, mình làm như phản học để con sống cấp cứu cho chú Phúc. Sao mà nó nghẹt cô trong nữa rồi nó nghẹt thôi nó chết. Sao mà như vậy được, mình sống cấp cứu thì cái sao gì ra còn mẹ vỗ không có được. Hết rồi hả con? Hết rồi hả? Thôi rồi. Đồ ăn hấp dẫn. Wow, bữa nay đồ ăn nhiều quá vậy. Trời ơi, thơm quá. Ăn thôi, ăn cơm thôi. Ông xã. Hả? Bên này là đồ ăn của em nấu. Bên kia là đồ ăn của mẹ nấu. Bây giờ anh hãy ăn thử coi đồ ăn của bên nào ngon hơn nha ông xã. Nghe rồi, anh sang đồ ăn của em chứ. Ha. Nếu mà con gấp đồ ăn bên đó đó của vợ con đó thì từ ra về sau mẹ sẽ không nấu cơm cho con ăn nữa. Ăn bên này trước. Ông xã, rau của em nè, coi nè, thấy không? Tươi dễ sợ tươi xanh, dễ thở xanh luôn nè đó. Ăn thử một miếng đi em thương nha ông xã. Đấy, chúng ăn bên này cũng được mà. Ăn bên đây. Nè, con thích ăn sườn nè. Ông xã, gà chiên. Gà chiên nè, thơm không? Hửi rồi, thơm quá. Thơm đúng không? Trời em biết anh xã là thích ăn gà chiên lắm luôn á. Ủa thơm không? Ừ, anh thích ăn mà. Anh đi. Khoan, hai người đừng có làm vậy. Con hứa là con sẽ ăn hết, toàn hết đồ ăn của hai người luôn. Nhưng mà nói nghe nè ông xã. À, ăn miếng canh của em, chứ đi miếng canh của em nấu ngọt lắm nè ông xã. Đổ cho đây, bỏ cho đây. Yeah. Trời
rồi. Thấy chưa? Đó, nuôi con khôn lớn rồi ha, bây giờ nó ăn canh của vợ của nó không ăn canh của mình nấu nè. Đó, vậy phải ngoan hơn. Ông xã ơi, miếng bí nữa nè ông xã. Ăn đi ông xã nha. Đây con ơi, ăn cơm chiên đi, con thích ăn cơm chiên lắm Hạnh ơi, đó. Ông xã ơi, tôm nè, thịt nè, ăn nhiều vô, mỡ nữa nè. Con ơi, hộp thịt chiên con thích nè, ăn đi con. Rồi từ từ sẽ hết. Ôi cái gì vậy? Cái gì mà đổ chị là sao nó ăn được? Rồi cái này sao ăn em? Ăn đi ông xã, ăn thử đi ông xã. Hết luôn. Còn mắt thêm miếng nữa nha mình. Gì vậy? Sao? Bây giờ con ăn xong rồi hả? Con cho mẹ ý kiến đi. Bây giờ đồ ăn của mẹ nấu ngon hay là vợ con nấu ngon? Nói. Đúng rồi mình. Hả? Cái gì? Con thấy đồ ăn của mẹ với lại Hoàng Anh nấu. Anh làm gì vậy? Thấy đồ ăn của mẹ nấu ngon hay là vợ con nấu ngon? Nói đi. Anh phân biệt được chưa? Nếu chưa thì ăn thêm miếng nữa nha. Ăn thêm miếng nữa. Ai nấu ngon hơn? Hai người đều ngon hết. Không được, phải có người thắng người thua. Đúng rồi. Nếu mà cô chưa không phân biệt vậy ăn tiếp nữa. Cái bụng con nó cao hơn cái bàn hả? Ăn hết nổi. Con xin lỗi mẹ với Hoàng Anh. Con nhà chạy đi chút. À bụng phải không? Thấy chưa? Con nấu đồ ăn sao mà cho chồng con nó ăn đó bị tiêu chảy, thấy chưa? Mẹ tại mẹ ép ảnh ăn tùm lưng tùm la món của mẹ cho mới bị chứ bộ. Ép cái gì? Hồi nào trong nhà này ai nấu? Tôi nấu mà mọi người ăn có sao đâu. Bữa nay có cô nấu thì chồng cô bị đau bụng. Thì con nghĩ là nào giờ mình ăn những cái món mất vệ sinh nó quen rồi, cho nên là không có bị gì hết. Hay quá ha, cô là dâu mà tôi nói một cô cãi tới mười ha. Không thì con nhịn con được tiếng nào hết hơn ha. Con đi cái được không? Đừng gây lộn nữa, con phải ngồi lại con nghe nữa. Nghe cô đi nha. Ôi trời ơi. Ủa trời ơi, chết tôi rồi. Ba, uống thuốc đi ba. Đây nè. Khó chịu quá. Không sao đâu, uống cái này nghỉ ngơi đi rồi chiều là nó hết, đỡ nó hết à. Khổ ghê. Cảm ơn con. Ê. Gì đó? Nè nè, tôi nấu thuốc giải cảm, uống cái này vô, khỏe liền. Uống đi. Thôi rồi anh đưa thuốc tây cho tôi rồi. Trời ơi, uống ba cái thuốc tây nó nóng lắm. Uống cái này vô đi. Mẹ, uống thuốc tây nó hiệu quả hơn mà mẹ. Đúng rồi. Sao cô biết? Sao cô biết là uống thuốc tây nó hiệu quả hơn thuốc này? Tôi nói cho cô biết nha. Hồi nào tới giờ, từ hồi tôi còn nhỏ kìa, mỗi lần mà tôi bệnh hay gì á, là gia đình tôi, cha mẹ tôi đều cho tôi nấu nước này cho tôi uống. Thì bây giờ tôi cứ cách đó tôi làm. Uống cái này đi. Thôi bà, để tôi uống cái này nữa, mai tôi còn đi dự cái hội nghị nữa. Uống cho mau hết. Dạ không uống cái gì hết trơn, tôi bị uống cái này. Bây giờ ông nghe lời tôi hay nghe lời con dâu? Mẹ, thì thôi cứ để cho ba tự chọn đi. Ba thích uống cái nào để ba uống cái đó mà. Tự chọn đi. Bây giờ ông chọn ai? Chọn tôi hay chọn dâu? Thôi đi, để tôi uống cái này trước đi. Ông không có uống cái gì vậy? Nghe, tôi bị uống cái này, nghe lời tôi. Uống cái này vô, rồi tới xuống ông xong cái nồi nước xong là ông khỏe liền hả? Đó đó, ông thấy chưa? Cái thái độ nó là dâu con mà như vậy đó. Nó dằn mặt tôi đó. Chứ bệnh hiểu bệnh tình anh biết phải làm. Thôi đi. Bệnh rồi cũng còn sung quá ca hát à. Uống vô. Uống đi. Rồi xuống dưới đắp cái mền xong cái là khỏe liền. Cho bà xuống đi tôi uống. Tôi xuống ông uống sao? Uống vô. Uống vô đi cho viên kẹo. Ha. Uống đi. Uống lẹ lại. Uống hết một hơi. 100%. Đắng quá. Tôi đắng 100%. Cưng. Tôi đâu có tật bây giờ. Uống lẹ lên. Sao vậy hả? Cái gì con cũng cãi mẹ là sao vậy? Nhức đầu quá đi. Giờ sao đây ta? Mình phải có cấp gì chứ. Nó đứng ngoài đây hoài nó ba với nội. Ở trong bây giờ không cần cãi lắm trường. Dạ dám vô. Vô cho chết. Em nôn vô trước đi. Đi. Lớn em thì em vô đi. Ừ đúng rồi. Ai lớn hơn phải vô chứ không? Ba lớn hơn con đó. Duyên hả? Bà lớn hả? Bữa tôi ôm toilet cả buổi trời rồi. Nếu nói gì lớn trong nhà này ai lớn hơn ông nội tôi bay. Trời. Trời ơi, giấu mệt mỏi nhớ tôi.
Ba vô đi ba, ở trong đây ba là người có tiếng nói nhất. Con vô mới đúng. Gì đó, mẹ con với vợ con, hai người quá thân với con đúng không? Đó, con vô là chính xác. Đi. Vô đi ba ơi. Vợ ba với đồng nghiệp của ba này kia. Ba. Vô đây. Chứ bây giờ nè, có thằng Hạnh nè, giờ mà con công tâm đi. Bây giờ cái chuyện này là mẹ sai hay là vợ con sai con nói đi. Đúng rồi đó. Bữa nay sẵn có anh ở đây á, anh nói đi. Nói đi. Dạ thôi được rồi. Lời nói đầu tiên. Tào lao. Bây giờ ai đúng? Không phải, con chỉ muốn trong gia đình chúng ta phải giữ cái bộ chế hòa khí cho nó thật là yên ổn. Mẹ với lại vợ con hãy ngồi xuống cùng nhau tập yoga đi. Rồi chúng ta sẽ khỏe khoắn trong người. Trong nhà mà gây gỗ ra để được cái gì hả? Ai thắng cũng đâu có được lợi gì đâu. Đúng không? Tôi thấy gì vậy, chúng ta hãy ngồi xuống cùng ăn bánh, uống trà, cười ha ha ha. Vậy mới vui không hả? Không có vui. Bớt nói những cái lời vô nghĩa đi. Em chỉ muốn biết là hôm nay là ai đúng ai sai thôi à. Mẹ nói trước nha. Binh vợ thì đừng có nhìn mặt mẹ. Mẹ nói gì sao được mẹ. Mẹ dài như chuối chín cây. Trong này thất thủ, ngoài đó có ai vô không? Ngu à. Bây giờ sao, bây giờ sao? Ngu sao vô không nổi. Ai đúng ai sai hay không? Hả? Con nói đi. Em chỉ muốn anh nói một lời công tâm thôi. Anh nói đi, hôm nay anh không có đi. Đâu. Anh nói đi. Thôi, anh nói đi. Thôi mẹ, thôi mẹ, thôi trời đừng có giật như vậy. Tét cái nách con rồi sao? Từ từ đi, từ từ đi. Tôi có ra ngoài con hợp đi. Trời ơi, đẹp trời. Sao vậy? Cái con trong đó mùi, mùi trong đó không ai giải luôn, giải cứu binh gì hết vậy? Người ta chết luôn chứ giải cứu gì? Đẩy nổi vô. Thôi, thôi. Thôi, thằng con. Không, không, không. Con nói, không nói là con giấy. Cả nhà, xuống ăn cơm. Mẹ, rút kinh nghiệm ở lần trước, bây giờ những món ăn của mình sẽ trộn lẫn vào nhau. Để coi một chút nữa, món của ai được ăn nhiều nhất thì người đó sẽ đúng. Được rồi, để coi ai đúng, ai sai. Dạ. Ăn cơm. Hôm qua anh ôm toilet nguyên đêm. Hôm nay không thể nào ăn cái bữa thiết yến này được. Anh đi đâu đó? Anh chợt nhớ mình có hẹn với một người bạn rất thân. Nghe tôi nói, thông báo cho mọi người được biết, bữa cơm hôm nay phải được mọi người ăn sạch sẽ, không ai được đi đâu hết. Ông ơi, xuống cơm ông ơi. Ông ơi. Ủa, ông đâu rồi ta? Trời, không lẽ ông trốn hả? Mẹ ơi, hả? Ba cha con cũng đâu mất tiêu rồi. Vậy rồi bữa cơm ai ăn?